Trần Thị Thùy Trang là một trong 23 cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Điều đáng tiếc ở chỗ tại giải đấu năm nay, cô không được ra sân phút nào, dù trước đó Thùy Trang là trụ cột của đội tuyển, có đóng góp lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại World Cup và tại hai kỳ SEA Games gần đây nhất. Sau khi về đến thành phố Hồ Chí Minh chưa qua 3/8, Thùy Trang chia sẻ, tôi rất tiếc và rất buồn khi không được ra sân thi đấu phút nào, dù trước đó tôi đã rất cố gắng, nỗ lực. Đây là kỳ World Cup đầu tiên và cũng là kỳ giải cuối cùng của tôi, Thùy Trang năm nay bước sang tuổi 35. Tôi khát khao được thi đấu, nhưng đây là tính toán của ban huấn luyện. Dù sao kỳ World Cup lần này cũng là kỷ niệm đẹp của tôi với toàn đội. Chúng tôi tự hào có mặt tại World Cup, Thùy Trang nói thêm. Một thông tin khác được Thùy Trang chính thức xác nhận, đó là cô nhận được lời mời từ Lang FC của Bồ Đào Nha, nơi Huỳnh Như thi đấu ở mùa giải vừa qua. Tiền vệ đang khoác áo đội nữ thành phố Hồ Chí Minh cho biết cô sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này. Thùy Trang hé lộ, về việc có sang Bồ Đào Nha thi đấu hay không, tôi vẫn đang suy nghĩ. Hiện tôi chưa thể trả lời đề nghị của họ, cũng chưa thể nói quá nhiều về vấn đề này. Trước mắt, tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Trần Thị Thùy Trang cùng đội nữ thành phố Hồ Chí Minh vô địch bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp trong các năm gần nhất, từ năm 2019 đến năm 2022, 3 lần liên tiếp đoạt cúp quốc gia, 2020, 2021 và 2022. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thùy Trang khoác áo đội tuyển từ năm 2014, có tổng cộng 60 lần ra sân, ghi được 7 bàn thắng. Trong số các bàn thắng của Thùy Trang ghi cho đội tuyển Việt Nam, đáng chú ý có bàn thắng vào lưới Philippines, hiện là đội rất mạnh tại Đông Nam Á, ở vòng bảng SEA Games năm 2022. Ngoài ra, Thùy Trang cũng ghi bàn vào lưới Myanmar ở vòng bảng SEA Games hồi tháng 5 năm nay.